Con kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Nguyễn Võ Ngọc Giàu, năm nay con 8 tuổi. Sở thích của con là ca hát và nhảy múa. Dạ, và con xin hát bài tiếng đàn ta lư. Trời ơi, kiếm bài nhắc luôn ha, tiếng đàn ta lư rồi vậy ha. Con ơi là con, sao mà có thể nó khác biệt đến như vậy chứ. Lúc mà con nói đó thì chú Nghĩa có cảm giác cái giọng con giống cô Việt Hương là sát đất vậy nè. Mà khi con hát một cái chú Nghĩa mới ngồi ngóc lên, ê con xuống con nè. Trời ơi cái giọng đó mà cao chót vót chẳng biết nè. Chị Giàu ơi, chị Giàu, em xin lỗi chị. Em xin lỗi chị, em khi dễ chị. Hồi nãy chị giới thiệu bài này một cái là em lo liền, bị cái giọng chị là giọng dầm khàn giống em đó. Cái nói hai ta lanh quá ha, đàn ta rưng đồ gì, lát nó không được biết tôi. Trời, vừa cất giọng hát lên kêu chị liền chứ bộ. Chị Giàu á, chị Giàu, chị có cái hơi nói bình thường á là cái hơi của em, mà khi chị cất lên là hơi của bà Ngọc Giàu má em. Trời, cái hơi khủng khiếp. Trời ơi, nể phục, không còn nói gì được nữa. Còn nói gì nữa, em xin lỗi chị không? Dạ, mời chị vô vòng trong chị. Chú không nói mà chú sẽ làm một cái logo của Thanh Hằng mùa 1. Cái vụ gì? Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Vậy đó. Bây giờ cái vấn đề ở chỗ là cô không biết con nên về chú Chí Thiện hay là chú Quốc Đại. Con quá tuổi đi vô lớp chú Quốc Đại rồi, cô Trang ơi. Theo chú á, thì để tốt nhất cho con thì con về đội chú Chí Thiện. Tưởng anh dành với em nữa chứ.
chứ là chú Đại cũng rất là muốn dành con về, nhưng mà con quá tuổi đi vào lớp của chú rồi chú ơi. Chú đó, tiếc lắm luôn. Chú chỉ thiệt thấy sao? Giọng ca của bé thì đầy nội lực, và với cái giọng này thì hát được rất nhiều thể loại. Hát được nhạc nhẹ, hát được nhạc đen. Chạy về với chú Chí Thiện. Một tài năng của tôi. Xuân đã về cùng tiếng ngát tiếng cười, thấp thoáng bóng người ngoài đã mới gật lời. Thấy tiếng ngát cười là gió xuân đến mời, Nghĩ ơi đàn đi. Đứng giữa cánh đồng nhìn ánh nắng phơi hồng, có tiếng ngát trong từ đám lướt lướt về, thoáng thấy tiếng nàn và thoáng có tiếng cười đàn ta hòa vang. Oh Mary, tơ duyên. Oh Mary, khúc ca trường niên. Con ơi, con hát cái bài này xong con thấy có mê ly không? Dạ con rất là vui. Câu trả lời liên quan. Chú Nghĩa hỏi con có mê ly không? Dạ con rất là vui. Có nghĩa là con thích đúng không? Dạ. Thiện ơi, dạ, em chọn cái bíp này cho em nó vừa phải. Chị nghĩ là nếu mà chọn một cái hòa âm khác thì cháu nó sẽ khó đúng hơn. Dạ, với cái bíp nó nhanh hơn. Dạ, đúng rồi, nãy nó trước nhanh khi hơn, hát á, chị có nói với Trang là chết rồi. Bài này cho đứa nhỏ, tôi nhép miệng mà tôi còn véo véo lưỡi nuốt luôn. Nhưng mà cái bài này em lại chọn cái hòa âm này rất là khéo. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, có những người thầy giáo như vậy canh được và biết con mình ở cái mức nào. Với thắc mắc nhỏ, ai xúi con đeo đâu bông tai vậy con? Dạ thầy Thiện. Dạ thầy dạ, bớt lại nha thầy. Dạ thầy đi hôm chặt. nay thầy đơn giản rồi thì thầy dồn hết tất cả những cái đó cho con luôn đó. Chỉ có hai nét, một cái thật là khen, một cái thật là chê. Khen là thầy đã chọn một bài hòa âm rất là tốt, chê là làm lố.
chặt chém ban giám khảo ở trên này. Chị Hằng có công nhận em con bé đang bận bộ đồ sang không chị? Bộ đồ caro viền cái trắng đeo tới găng tay mà nó dài nó hợp lý. Ngồi chiếc xích lô giống như là cô gái ngày xưa đó chị. Đẩy ra bông phá trơn luôn à. Dạ, lỗi của em. Cái trang phục mình lên sân khấu nó quan trọng lắm con. Nhiều khi nó tôn lên cả cái tiết mục trình diễn của mình thông qua cái trang phục biểu diễn. Cho nên nhiều khi mình đơn giản chút xíu nó hay con ha. Cô rất là thích khi mà chú Thiện chọn ca khúc này trong cái đội của chú, bởi vì đây là những bài hát rất là hay mà biết cách làm sao để làm cho bài hát phù hợp với tụi con, nghe rất là hợp lý về tất cả mọi thứ. Còn riêng giọng hát của con á, bài này không chinh phô một nốt nào, hát rất là chính xác ha, cho nên cô thấy nhìn chung là rất là tốt. Chúc mừng con và chú Thiện. Cảm ơn cô. Vừa rồi mấy cô chú góp ý con về trang phục một chút xíu. Thứ nhất là để cho mình cải thiện hơn ở những vòng sau. Cái thứ hai là thật ra các cô cũng muốn cho vui vui thôi, chứ không có ý gì hết nha con. Ừ, nhưng mà nói chứ vô trong con tháo bớt ra đi. Rất dễ thương. Chúc mừng con. Và... những chú chuột dễ thương, những chú chuột đến từ vũ đoàn đam mê. Trời ơi, đâu khoan, trước khi tôi hỏi thăm tôi kiểm tra coi nguồn năng lượng dồi dào này từ đâu mà ra. Dạ nó từ trong tim. Trời ơi, từ trong tim. Chú Chí Thiện, cái này có tập trước không chú Chí Thiện? Không, cái câu từ trong tim này là em không có tập trước đâu. Không em... có gà trước cho bé phải không? Không. Con ơi, con tuyệt vời quá con ơi. Chú Đại Nghĩa này đâu có biết chú Nghĩa hỏi gì mà nói người ta gà chứ. Sao biết chú anh Nghĩa hỏi ta trẻ gì? Thơ tao nghe. Đại Nghĩa không có cái niềm tin gì chứ. Hay quá, mấy vị giám khảo ngồi nghe say sưa luôn. Cô Đoan Trang thấy sao cô Đoan Trang?
cô thích á là như vậy nè, hát là một chuyện nhưng mà diễn là một cái chuyện khác nữa. Con thấy là vô tay của giáo viên chủ nhiệm con khác liền không? Hát, diễn, và cô rất là thích mấy cái chỗ mà con quỳ xuống mà con hát a này kia ha, rồi cái cách diễn của con, cái con mèo độc ác ha 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 ha, rồi lúc mà con hát là tơ rơ 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 rơ, con một con mèo béo con chỉ thẳng vào chú Quang Lê. Cảm ơn cô. Tại vì cô không hiểu sao mà con hát con mèo béo con chỉ thẳng con mèo béo. Là lý do sao, con giải thích cho chú nghe thử coi. Dạ tại vì con thấy chú dễ thương quá hả? Là giống con mèo vậy là chú dễ thương. Ok, chúc mừng con. Vậy thì giờ mời chú Quang Lê nhận xét cho cháu nè. Con chỉ chú là đúng rồi, tại vì con mèo thích ăn mỡ đó, mà trong người chú có mỡ là giống như con mèo đó. Nói chung lại là chú thích con. Nói chung là cô bị hả hớp hồn. Con ra đây con là một cái con mèo bá chủ rồi. Đặc biệt là dàn dựng của con tốt nè. Hát hơi, cột hơi giữ cho tới cuối nè. Thần thái nè. Và con biết không, con có một cái tố chất của một cái người ca sĩ. Cho nên đây là một trong... Giờ mình nghe tới... nhảy, nhưng mà cái mặt của con nó diễn, con có cái sự ngây thơ của một đứa trẻ. Mừng mèo ốm nha. Bự luôn á, chạy lại cái mừng. Oh,
Thưa quý vị, một tiết mục thật hào khí, tiết mục anh hùng dân tộc đến từ bé Thạch Fidel. Nào con trai, đến đây. Bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo nhận xét nha. Mời cô Thanh Hằng. Cô cảm ơn con, tuy rằng con nhỏ nhưng mà cô rất trân trọng và rất quý mến cái sự nghiêm túc của con, cái sự hào khí, hào hùng của một người dân tộc Việt Nam. Tuy rằng con còn nhỏ nhưng cái thần sắc của con nó vẫn có hiện ra trên gương mặt của con. Chú Quang Lê là thích con rồi đó, chúc mừng con. Ngắn gọn như tôi hai chú Lê. Còn cô Việt Hương thấy sao ạ? Thần khí như cô Thanh Hằng nói rất là đẹp, đỉnh đạt khi ra tới đây vẫn ra một cái ông tướng. Thần cái khí phách lên sân khấu của con hoàn toàn tốt và đẹp. Cảm ơn tất cả các anh chị hỗ trợ cho con trong tiết mục này đẹp vô cùng. Cảm ơn các cô chú trong bài giám khảo. Chúc mừng con trai nha. Này. Bà con cô bé ơi, anh chị em ơi, ra đây mà khiến nói chuyện này nghe nè. Ê, cái chuyện gì vậy? Ê, chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì vậy? Chị vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng quan trọng. Chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì, kể nghe, kể nghe. Nhỏ nhỏ, cái chuyện này nó lớn không có được, ngồi xuống đây. Bà con xích lại đây. Chị vừa phát hiện ra anh Thà, chị Thật quen nhau. Trời ơi, nó nói nhỏ xíu. Làm gì vậy? Nó la lớn, nguyên cái làng này biết luôn à. Ê, mà sao mày biết? Dạ, cái chuyện nó như thế này nè. Mọi người bình tĩnh, nghe con kể nha. Hai người đó hẹn hò. Ê, kìa, kìa, nó nói với chú. Anh ơi. Ừ, anh nè, anh nè. Mình hẹn hò nhau đây. Có an toàn không vậy? Em yên tâm, anh canh hết rồi, anh me hết rồi nghe. Tụi nó giờ này vô chuồng hết rồi, không còn đứa nào ngoài này nữa đâu. Yên tâm. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, chứ em là em sợ nhất là cái thằng Ba Khía đó. Nó mà biết một cái là trời ơi, cả cái làng này biết hết luôn đó. Em yên tâm, anh canh cái tụi kia một hay là anh canh thằng đó tới 10 lần. Em yên tâm nghe. Anh thấy nó vừa chạy vô trong nhà học bài ha, là anh chạy cái đây với em liền á. Anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Yên tâm rồi phồn. Dạ. Yên tâm rồi. Không mấy bên đó cho bên đây nắm tay cái. Hai, tự nhiên đòi nắm tay người ta. Anh muốn nắm tay em á. Anh quay qua bên kia anh nhắm mắt lại đi. Quay qua đây nhắm mắt lại thấy đường đâu nắm. Vậy chứ người ta con gái, người ta mắc cỡ chứ bộ. Người ta con gái, người ta mắc cỡ chứ bộ. Tôi chưa chết cái câu này nè. Đó, được rồi. Chị quý đó nha. Nhắm mắt nè, đưa tay đây. Tay đâu? Tay nè. Đâu, đưa đây. Dữ ác không? Giờ này mới đưa tay cho người ta nắm hà. Nói nghe nè, cho anh hung cái nghe. Em ơi, sao bình thường cái tay em nó thơm mùi gió bưởi, sao bữa nay cái mà cái trời đất ơi, em là mày hả thằng Ba Khía? Thằng Thà con thật quen nhau, thấy chưa, con nói đâu có sai đâu. Anh Thà chị Thật quen nhau nay lâu lắm rồi đó. Oh,
Thưa quý vị, đó là anh Ba Khía, bé Thanh Trung cùng vũ đoàn Chuông Gió. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Anh trai bữa nay duyên dáng dễ thương trai nữa. Mời cô Thanh Hằng. Cái bài này là anh Ba Khía mà cũng là có nhiều người đã hát rồi, ca rồi. Nhưng mà bây giờ thể hiện lại cho một em trẻ như thế này thì nó cũng phải có một cái hợp lý như thế nào. Nhưng mà huấn luyện viên của con á đã tạo kịch đầu. Rồi con cũng ra diễn một đứa trẻ thơ mà nó rất là có duyên. Cô hy vọng rằng sau mà cái tiết mục này thì tất cả các em thiếu nhi ở nhà mà có xem được trên truyền hình của Thử Tài Siêu Nhí mùa 2, tất cả các em thiếu nhi sẽ đam mê nhiều hơn nữa, sẽ có tiếp tục những tài năng trẻ của đất nước, của quê hương mình nhiều hơn nữa. Cô chúc mừng con Quách Thanh Trung. Cảm ơn cô. Chỉ mong là mấy bé sau khi coi tiết mục này xong thì đừng có bắt chước nhiều chuyện như cái ông Ba Khía này thôi. Đừng nhiều chuyện. Dạ, nhiều chuyện rình rập chuyện người lớn quá. Dạ, nhưng mà bắt chước cái những cái mà con đã tức là tài năng của bé đó. Dạ, các bạn nhỏ sau khi xem xong cũng sẽ có thêm cho mình một cái niềm yêu thích dành cho bộ môn dân ca, những bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc chúng ta như là cải lương, đúng không chị? Cải lương lắm. Dạ. Dạ. Xin mời ý kiến của chị Việt Hương. Con biết ăn Ba Khía không? Dạ biết. Vậy hả, ngon không con? Dạ ngon cơ. Chứ hồi nãy vừa mới giới thiệu anh Ba Khía là dưới đây chú Quang Lê chép miệng liên tục rồi đó. Bởi vì ổng ổng dân ca mà ổng mê Ba Khía lắm, hiểu không? Cho nên ổng trông chờ. Cái này là em sẽ đính chính luôn. Sao? Ghẹ thì em biết, cua thì em biết. Tới bây giờ em chỉ nghe danh cái con Ba Khía thôi. Em đừng có xạo, hôm bữa em chị đem Ba Khía qua em mang hết một hộp của chị. Cái... em nói không phải. Em hỏi cái con gì vậy? Nha. Cái con này con gì? Chị chưa kịp trả lời em ăn nó trời ngon quá giống con cua, cái đó là con Ba Khía đó. Không. Xíu nè. Ở ngoài Huế em kêu là con rạm. Con rạm nó khác với con Ba Khía không? Khác. Vậy là cái con nhỏ nhỏ là con rạm đúng không? Ừ. Đang ơi thôi chị, hai chị em mình đi về, em hai người này hỏi. Bà cái đồ ăn cái mê luôn nè. Con chỉ có cái sự hóm hỉnh thôi. À bớt cái sự nhiều chuyện lại sẽ ok. Nhưng mà riêng cái phần hát của con á thì quá ngọt ngào, quá đậm của cái món Ba Khía. Cô cũng chúc mừng con, hôm nay con lại thành công như bữa đầu cô gặp con. Rồi cảm ơn cô Việt Hương. Giờ đây mình quay qua đây trong bốn thầy cô giáo đây, mình sẽ hỏi ý kiến của một thầy cô giáo khác lớp của mình trước rồi đã nha. Mời thầy Quốc Đại đi. Bé là tăng động hơi xíu nên có một vài chỗ hơi xét xíu. Ta múa quá mà người ta phải mệt chứ sao. Trời ơi. Thì em phải cho bớt múa lại. Em ghê lắm rồi đó chị. Ngày hôm qua là cháu xét điều luôn vậy đó. Bữa nay biết bớt lắm rồi. Huấn luyện các bé rồi mới biết. Hát là bất chấp mà. Thế nó mệt tính sao. Nhưng mà về phần ngọt ngào cũng như luyến lấy về dân ca mà cái tinh thần của bài hát thì bé hát rất ra. Con tiếp thu được lời dạy của mấy cô chú đúng không con? Dạ có. Dạ, xin cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các vị giám khảo. Chúc mừng con trai đã hoàn thành phần thi của mình nha. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến với những tiết tấu sôi động, trẻ trung và rất là nhộn nhịp đến từ lớp của cô giáo Quỳnh Mến. Bé Bảo Châu sẽ tiếp nối chương trình sau đây. Rồi, cả lớp qua đây đủ chưa? Dạ dạ. Rồi, qua đây đứng đây nè, nghe. Bây giờ đó, thầy phải chạy qua bên kia, thầy mua vé cho tất cả thầy trò mình về Mỹ Tho. Đợi thầy quay lại, được chưa? Dạ dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Rồi, nghe. Dạ. Dạ. Ở đó bụng á, kiếm gì ăn mấy bạn? Ý có nhãn kìa, ăn nhãn ha. Đi đi. Ủa chị bán nhãn hả chị? Ừ, nhãn tiêu ngon ngọt lắm nè. Các em mua ủng hộ chị nha. Dạ. Dạ. Chị ơi chị đẹp quá à. Chắc người miền Tây chắc ai cũng đẹp như chị vậy đó, có đúng không? Trời đất ơi, mấy cái đứa này dẻo miệng lắm nghe. Ở miền Tây á, còn nhiều người dễ thương hơn chị nữa kìa. Người miền Tây luôn thiệt thà chất phác. Đất miền Tây thì thơm trái ngọt cây lành. Ủa, các em hôm nay đi đâu mà về đây vậy? Dạ, ngày hôm nay chúng em làm bài tập làm văn tả cảnh quê hương nên nhờ trường đưa về miền Tây để tìm hiểu thêm. Chị ơi, miền Tây mình có chỗ nào đẹp không chị? Chị sinh ra ở Tiền Giang và lớn lên trên chính mảnh đất này nè. Chị có nghe bà và mẹ kể về miền Tây xinh đẹp. Các em có muốn chị kể cho các em nghe không? Dạ muốn. Rồi, chị sẽ kể cho các em nghe. Miền Tây của chúng ta đẹp lắm. Dạ. Lên chị ơi. Yeah. Thank you.
cuộc sống. Miền Đông Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Thiên Giang xuống Phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến mắt Cần Thơ, nghe bài Nam Bắc thương tiếng đờn giọng cô, vì dầu âu ơ thêm nhịp giọng đông đơn. Miền Tây ơi giữa lúa miền Nam hai mùa mưa nắng, miền Tây ơi sông nước Cù Long chín nhánh Phù Sa, đất lành khắp chốn nở hoa, dung bồi mặt sâu
một bài tập làm văn thiệt là hay. Chúng em cảm ơn chị. Không có chi, chúc các em làm bài tốt nha. Dạ. Cảm ơn tất cả các con nha. Trước khi mà các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhận xét, thì cô giáo Bình Tinh nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của học trò mình? Nói chung thì đối với Duyên thì cô có sự yên tâm hơn. Là tại vì con lớn nhất, con ý thức được tất cả mọi việc hết. Bây giờ con cố gắng để nghe những lời dạy dỗ của các vị giám khảo đi ha. Xin mời cô Thanh Hằng. Con ráng cố gắng. Có những cái thì con ca cũng chính vậy, nhưng mà có những cái con giống như nó bị mềm xuống thì nó lại bị chinh dây chút xíu, nó không có được tới dây. Cái đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cô gái miền Tây duyên dáng, con có những cái dấu hỏi, con luyến lái những cái dấu hỏi dấu ngã rất là dễ thương. Nói chung là con đã làm tròn được cái bài mà con đã dự thi. Dạ. Cô cũng chúc mừng cho con. Cảm được ơn vào cô trong Thành thì con sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm nhiều hơn nữa khi mình ca trong cái câu giọng cổ. Có dạ. Những hò sự sang xê thì mình ca cho nó đúng cái. Dạ, có lẽ là nhiều khi bé cũng có nhiều cái áp lực đó. Cái giọng của cháu nó mỏng lắm cô. Mỏng. Dạ, thì cách đây khoảng 2 ngày là bé bị khan tiếng. Nhưng mà thực sự là hôm nay thì con cũng đã cố gắng lắm rồi. Cô hiểu, cho nên là sẽ càng ngày tiếp thu lời của cô rồi càng ngày càng cố lên nữa nghe con nghe. Cảm ơn tất cả các cô đã góp ý cho bé Mỹ Duyên. Ráng về giữ gìn sức khỏe nha con. Con có một vóc dáng cao ráo, một gương mặt sáng sân khấu, một giọng hát đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc một chút là sức khỏe của mình nó không có ổn định để mình có thể hoàn thành cái bài thi của mình một cách trọn vẹn thôi. Chúc con có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình với bộ môn nghệ thuật cải lương này nha. Rồi, cảm ơn con. Trong bài
Thưa quý vị, đó chính là bé Vân Anh cùng Vũ Đoàn Đam Mê. Sao chứ Thiện? Dạ. Trời ơi, ngồi thấy em chăm chú theo dõi căng thẳng quá không chứ Thiện? Dạ, thật ra bé thi mà em... Thôi bây giờ em lại chỗ bé cái đi. Rung nè. Rung lắm phải không? Không sao hết, không sao hết. Con làm tốt rồi, con làm tốt rồi. Nhưng mà phải nói rằng thầy giáo Chí Thiện á là rất là thương học trò. Dạ, thật ra thì bé thì ngày hôm nay thì hơi hồi hộp tí đúng không con? Dạ. Ừ, nhưng mà thầy biết là con cố gắng rất là nhiều, khi mà con ngừng mà con vẫn hát tiếp được. Giỏi, thầy thích cái điểm đó. Dạ. Yeah. Giỏi, yeah. Cảm ơn thầy giáo Chí Thiện nha. Rồi, bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo nói nè. Con muốn nghe ai nói trước đây? Dạ, chú Quang Lê. Mời chú Quang Lê. Chú cảm ơn con đem một bài hát quá cảm xúc. Vì chú thích nhất là cái câu mà tiếng Việt còn, người Việt còn, nước Việt còn. Mọi người bà con chúng ta dù ở khắp nơi, ở Anh Quốc, ở Úc Châu, ở Canada hay ở Mỹ, hay ở Đài Loan, bất cứ một nước nào, còn tiếng Việt, còn người Việt và còn nước Việt. Đây là một cái bài hát mà nhắc nhủ các phụ huynh lúc nào cũng rèn luyện cho con mình nói được tiếng Việt và viết được tiếng Việt. Như vậy thì sẽ còn người Việt và còn nước Việt. Cảm ơn người bạn của tôi, một bài rất là xúc động mà nãy giờ vẫn đang buồn ngồi đây. Cảm ơn con. Dạ, có lẽ với cái bài hát này thì không phải chỉ là dành cho những cái người nào mà ở xa xứ nhắc nhở con em mình học tiếng Việt không thôi, mà ngay cả những người đang sống ở đất nước Việt Nam chúng ta thì có lẽ là cũng xem như là một lời nhắc nhở dành cho những bậc phụ huynh khi nhắc các con em của mình rằng hãy giữ cái sự trong sáng và cái nét đẹp của tiếng Việt. Một lần nữa cảm ơn con về tiết mục này. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến từ cô Đoàn Trang. Cảm ơn con, tiết mục chú Chí Thiện dựng cho con rất là đẹp, nhưng mà nó rất là đơn giản, màu trắng rất là tinh tươm. Đơn giản nhưng rất là đầu tư ở chỗ là có vẻ hoa sen lên các bộ trang phục của các cô, vũ công của con, bộ áo dài trắng của con có viết chữ tiếng Việt lên, rồi đạo cụ cũng được đầu tư mấy cái quạt màu cam ban đầu, rồi sau đó lên cái quạt to màu đỏ, màn hình LED cũng vậy, đạo diễn cũng như cả ekip làm cho cái bài của con rất là dễ thương như vậy cho nên nó đem lại thêm cái hiệu quả về cảm xúc nữa. Còn về phần hát của con á, giọng hát của con, hát bài này thẳng thớm, rất là đáng yêu, nó vừa phải lắm. Tuy nhiên có một vài chỗ do con không tập trung cho nên là con nuốt nước miếng xong rồi cái con bị sặc chút xíu cho nên con bị mất chút xíu nhạc. Cho nên lần sau hát tập trung nha con. Tại vì mấy cái phút mà mình hát á, trên sân khấu nó quý giá lắm. Tụi con phải tập trung nè, hơi thở, giọng hát, phát âm, rồi âm nhạc, tất cả mọi thứ kể cả nuốt nước miếng ha. Cảm ơn con. Đó là những ý kiến rất là quý giá từ cô Đoàn Trang. Mình còn nhỏ đương nhiên mình sẽ còn có nhiều sai sót. Nhưng mà nếu như mình tiếp thu được những ý kiến này thì mình sẽ ngày càng tốt hơn cho những tiết mục sau con ha. Khoan cho em nói một câu. Mời cô Việt Hương. Em thấy cái gì mà có chữ Việt là đều là đẹp hết á. À vậy hả? Chữ Việt Hương là đẹp lắm phải không ạ? Ta nói rằng một cái chiến lược quá thông minh từ thầy giáo của con chú Chí Thiện, trong cái khâu chọn bài, trong cái khâu đầu tư về cảnh trí, vũ đoàn và trang phục. Dạ, chữ cái... Việt đẹp quá. À. Dạ rồi thôi mình bỏ qua cái chỗ này đi nha. Dạ càng nói một lúc là cô Việt Hương càng sa đà. Cảm ơn con gái với tiết mục rất là dễ thương vừa rồi. Rồi. Chỗ này đâu có ghi tên anh đâu. Đây là nơi công cộng, em muốn làm thì em làm chứ. Khoan, người lớn không
không được đánh con nít. Được rồi, được rồi. Con nít hả? Trai con gái? Trai. Con trai con gái? Trai. Con trai con gái cũng kệ. Biết chỗ của tao. Bây giờ anh muốn làm với em chị đúng không? Để chơi đó. Trời trời, bụng bự thế. Vô như thế nào? Đại ca hả? Dạ. Vậy đại ca xử lý làm sao đây? Địa bàn của tao thì sao? Chào đàn ông. Đàn ông, chào đại ca. Đây là chị của tôi, mấy chị không hiểu chuyện. Rồi sao? Tôi là đại ca, có giọng bỏ qua đi. Không bỏ qua. Giọng giọng cho tôi diễn ở đây sao? Không. Không cho diễn thì... sao? Thì sao? Thì tôi đây chết. Đây. Đứng đây. Lui. Sao? Quay. Rung. Cái gì mà rung? Đại ca mà rung hả? Đại ca ha. Nói coi. Ca đứa đại ca. Đại ca giang hồ ha. Quét mũi. Cuộc đời ha. Có văn hóa nữa ha. Thương lượng nữa. Được. Nể tình đại ca. Hôm nay cho diễn một bữa nay kiếm cơm. Ngày mai biến cho khác, được chưa? Dạ. Chào đại ca. Chào đàn ông. Đại ca hay quá đại ca ơi. Đại ca mà thương lượng là trên hết. Đại ca giỏi quá đại ca ơi. Thôi thôi mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi, mấy chị vô diễn đi. Thôi đại ca hôm nay cho nghỉ một bữa chứ mai coi đại ca. Nghỉ bữa có tiền đâu mà mua đồ ăn để ăn. Chị có bánh mì nè. Vậy thôi hôm nay đại ca cho nghỉ một ngày nữa thôi nha. Mấy chị vô người nghỉ đi. Ủa đại ca sao tụi mình khổ vậy đại ca? Tại vì mình không có nhà cửa, mình là đứa trẻ mồ côi. Đại ca vậy đại ca có biết biết mặt mẹ chị không? Đại ca còn biết mặt ba mẹ của đại ca nữa. Làm gì biết mặt ba mẹ của chị? Tụi mình là những đứa trẻ mồ côi mà, làm sao biết mặt cha mẹ được. Hồi đó bà Tám lượm tụi mình về nuôi dưới gầm cầu này nè. Bà bệnh, bà mất rồi. Mọi người có nhớ bà Tám không? Nhớ chứ. Bà Tám như người mẹ của mình mà. Anh thầy nhớ bà Tám thương quá. Anh thầy thương bà Tám nhất nữa. Không biết bây giờ bà Tám đang ở đâu nữa. Bà Tám mất rồi, ở đâu đây nữa? Nếu có một điều ước, mấy chị ước gì? Chị ước chỉ có một cái đùi gà. Ngay bây giờ chắc ngon lắm đây. Còn chị hả? Chị ước có một bộ đồ đẹp ơi là đẹp luôn. Còn chị á, chị ước có thiệt là nhiều tiền à. Chị mua quà cho mấy đứa và cho bé Út đi học nữa nè. Còn chị ước có một căn nhà chúng ta ở, không phải ở dưới gầm cầu này nữa. Còn đại ca thì sao? Đại ca, đại ca ước chúng mình có cha, có mẹ, không làm đứa trẻ mồ côi, lang thang kiếm ăn nữa. Thank you.
có cha. Phần trình diễn đầy cảm xúc đến từ bé Huyền Trang. Khi con hát cái bài vừa rồi đó, rồi con diễn cái bài diễn này nữa nè, con cảm nhận ra làm sao với những người bạn mà đang lang thang ngoài đường? Con cảm nhất là những người bạn không có nhà cửa, không có cha mẹ, đi bán vé số ngoài đường. Mình thương các bạn đó phải không con? Dạ. Các bạn đó có hoàn cảnh không có may mắn được như mình, và hôm nay con đã làm rất là tốt. Chú Nghĩa thấy rằng các cô chú giám khảo đã rơi nước mắt vì tiết mục của con luôn á. Và xin hỏi ý kiến từ cô Thanh Hằng trước ạ. Cô cảm ơn Huyền Trang đã cho tất cả mọi người được xem một cái tiết mục mà con đã dắt những người đang xem để đi vào cái lời ca, cái cách diễn của con. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Tuy rằng một đứa bé rất là nhỏ nhưng mà con đã hòa quyện cái thoại, rồi con lại qua ca, rồi con diễn. Con làm cho mọi người phải xúc động hết. Rất là giá trị cái tiết mục này. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Dạ, con cảm ơn giám khảo. Hôm nay là con đang bệnh đó, con đang sốt cao luôn đó, đó mà con diễn mà vậy đó. Chú Đại Nghĩa hỏi con, cái cảm xúc của con nói là tuy là con còn nhỏ, con hiểu được cái nỗi khổ, niềm đau của những đứa trẻ kém may mắn hơn mình. Không có cha, có mẹ khổ lắm con ơi. Mà lại sống giữa đường, giữa xá, giữa chợ đời. Những cô chú lớn tuổi mà ra giữa chợ đời còn phải khổ, đừng nói chi các con là những mầm non. Ở đây tất cả mọi người đều chảy nước mắt vì con diễn rất là tốt. Và cái cô khâm phục hơn đó là tại sao một cô bé chỉ mới có 5 tuổi mà còn đang bệnh nữa, tại sao con có thể cảm nhận sâu sắc cái tiết mục như vậy, để mà con biểu diễn được như vậy. Khi mà con hát á, cái rưng rưng cái nước mắt ở trong cái con mắt của con á, cái đó mới là cái làm cho tất cả mọi người tan chảy, con hiểu không? Cho nên tất cả mọi người ở đây đánh giá rất là cao tiết mục của con. Coi như là sau cái tiết mục này thì những người mà thương trẻ con chắc chắn sẽ tìm cách để mà giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh như con, và chắc chắn sẽ không để cho các con ngủ gầm cầu như bài hát vừa dựng vừa rồi. Và hy vọng rằng mình sẽ có rất là nhiều những nhà tài trợ với tấm lòng vĩ đại để luôn luôn lo cho các con. Cảm ơn tiết mục và ý nghĩa quá tuyệt vời. Dạ con cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa chúc mừng con nha, tiết mục thành công. Dạ con. Rồi. Rồi chạy vào trong nè, nghỉ ngơi nè, hôm nay con hơi mệt nè. Đi cái tướng này ghét không? Trăng đã
Cô bé dễ thương của chúng ta Thùy Lên cùng vũ đoàn Đam Mê. Cảm ơn tất cả các bạn. Mời cô Đăng Trang. Cô nhìn thấy ở trong con có một cái mãnh lực, không biết là khán giả có nhìn thấy không. Lúc đầu lúc mà con ở trong cái vàng dây leo thì có một hai dây quấn vào cái người của con, đúng không? Con xém đi ra không kịp, nhưng con kịp thời bỏ ra và đi ra để kịp nhạc, để hát vô cái câu đầu. Thì cô thấy cái đó là một trong những cái thông minh, là mình biết cái cách xử trí ở trên sân khấu khi mà mình có những tai nạn nghề nghiệp nào đó ha. Cái đó là một cái điểm cộng. Cái thứ hai nữa là khi mà giới thiệu bài Nổi Lửa Lên Em này á, thì cô đang lo là không biết là chú Chí Thiện có mạo hiểm lắm không khi mà giao cho con một cô bé bé nhỏ như vậy hát cái bài này, bởi vì đây là một bài khó và nốt cũng rất là cao. Nhưng mà cô nhận ra được rằng con hát trên cả cái nốt cao đó đó, cô còn đang tiếc là hình như cái tông này còn thấp nè, cho nên nếu như lên một tông nữa con vẫn có thể hát được bắn mấy cái nốt sáng kia. Cô khen con tiết mục này. Dạ. Cảm ơn cô Đăng Trang. Chú Chí Thiện ơi, dạ, chú chọn cho con cái bài hát này có quá khó với con không? Không, thật ra khi mà em đưa cái bài này thật ra nó cũng khó, nhưng mà bé lại thích. Lúc đầu thì em sợ là cái sợ cái thể lực của bé, tại vì bé thì nhìn coi ốm tâm ốm teo à, 8 tuổi mà trong đội em cũng có bạn 8 tuổi như vậy á mà gấp đôi. Trời ơi, chỉ có chút ép à. Mỗi lần khi lên sân khấu và hát bài này á, hào khí ngất trời á anh. Đúng rồi. Rất là khi mà lên sân khấu thì bé rất là nghệ sĩ và Thiện rất thích điều đó ở bé. Và ngày hôm nay con làm rất đúng với mong đợi của thầy, rất tốt. Hồi nãy trước khi con ra diễn là thầy Quốc Đại hâm mộ quá, vô nói con, thầy hâm mộ con lắm nha, con phải diễn tốt nha, nhờ cái vía của tôi đó. À trời ơi, có ké thêm miếng nữa. Tự nhiên mà ông thầy của lớp khác nhào vô hưởng sái ké thành công của con bé hả? Không có đâu, nó con cố gắng lên, thầy hâm mộ con lắm. Như vậy là mình làm hài lòng thầy giáo của mình nè, rồi thầy giáo lớp cái bên cũng hâm mộ mình nữa, vậy là mình vui rồi phải không con? Chúc mừng con gái nha. Mời con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cha tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời cứ giao đi giản dị mà ý nghĩa thật lớn lao, nó ca ngợi công giao trời biển của cha mẹ và nhắc nhở đạo làm con phải lấy chữ hiếu làm đầu. Vâng thưa các bạn, công cha lớn như núi, người cha là chỗ dựa tinh thần và vật chất cho con. Cha nâng niu, ôm ấp, chăm chút cho con. 9 tháng mang nặng rồi đẻ đau, mẹ chắc chiu từng giọt sữa ngọt ngào nuôi con khôn lớn. Để hiểu thêm về công lao dưỡng dục sinh thành to lớn của cha mẹ, sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn trong làn điệu Sẩm Thương trong tác phẩm Thập Ân Phủ Mẫu. Xin mọi người cho bé Vi âm được tràng pháo tay thật to nào. To lên nào. Trời ơi. Úi trời. Chú mẹ kể ngon nguồn không nhói, mẹ kể thập ân từ khi trong lòng mẹ có thai âm dương rồi có thiên đình. Nào ơi biết gì, mẹ kể từ khi là con nơi bụng ạ.
cha mẹ nuôi con là con nơi không chuột bỏ ra. Không ơn trời biển của cha mẹ, cả giao xưa vẫn có những câu ca ngợi ca những người con hiếu thảo như là đó lòng ăn hạt trà là để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Thế nhưng trong cuộc sống đời thường đâu đó có những người con chưa nhận ra công ơn của cha mẹ và chưa làm tròn bổn phận của mình để cho cha mẹ buồn lòng. Và câu chuyện cổ tích về ba cô gái là một minh chứng cho điều này. Ba cô gái ngày xưa có đôi vợ chồng nghèo sinh được ba cô con gái. Không may người chồng đã qua đời, người vợ phải nuôi dạy các con khôn lớn. Lớn lên ba cô đều xinh đẹp và đi cưới chồng. Bà mẹ nhớ thương con thấy trong lòng mệt mỏi nên gọi Sóc lại. Sóc con ngoan, Sóc hãy mang thu đến cho các con ta và bảo với chúng là ta bị ốm nhé. Sóc bảo là vâng ạ. Nói rồi Sóc chạy đi. Nhanh lên, mình vừa tới nhà chị Hai thôi. Tới nhà chị Hai rồi. Chị Hai ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị Hai đang ngồi cọ chậu. Thế à Sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải cọ hết cái chậu này. Sóc tức giận. Thương mẹ còn cọ hết cái chậu này thì chị hãy biến thành con rùa đi. Ngay lập tức chị Hai biến thành con rùa. Hả? Biến con rùa rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị Ba thôi. Tới nhà chị Ba rồi. Chị Ba ơi, mẹ chị đang bị ốm đây. Chị Ba đang ngồi xe chị. Thế à Sóc? Chị thương mẹ chị quá. Nhưng chị phải xếp cái chị này. Sóc tức giận. Thương mẹ còn xếp cái chị này thì chị hãy biến thành con nhện đi. Ngay lập tức chị Ba biến thành con nhện. Hả? Biến thành con nhện rồi hả? Sợ quá, mình phải tới nhà chị Út thôi. Vừa chạy Sóc vừa nói, bà ơi bà đợi con nhé, con sẽ mang chị Út về cho bà. Tới nhà chị Út rồi. Chị Út ơi, mẹ chị đang bị ốm đấy. Chị Út đang làm bánh. Thế à Sóc? Chị về liền ngay. Chị Út đúng là một người con hiếu thảo. Qua câu chuyện này, chúng ta đã rút ra một bài học lớn. Đó là phải luôn hiếu thảo và phải biết ơn cha mẹ. Thế mới là người con ngoan. Vâng, dự thi của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Trời ơi, tuyệt vời. Không thể nào tưởng tượng được một cô bé nhỏ xíu như thế này mà có thể vừa hát, vừa dẫn chuyện, rồi kể chuyện mà không dấp một chữ. Nguyên một cái tiết mục rất là dài, rất là nhiều câu, nhiều từ mà con nói không có dấp một chút nào hết. Con học lâu không con? Dạ, cũng hơn 2 ngày là con thuộc rồi. Giỏi vậy đó. 2 ngày thôi mà con thuộc như vậy rồi đó. Quá giỏi luôn. Trời ơi, sợ quá. Tôi sợ quá rồi. Trời ơi, sao mà hay quá vậy? Dạ, sợ thiệt luôn á. Dạ, cô Việt Hương. Vị già ơi, con có biết là con thuyết phục lắm không? Con là dùng lời nói để thuyết phục người khác. Con ơi, hôm nay con mở live show của con hả? Phải không? Con hiểu live show là gì không? Tức là mình mở nguyên một chương trình, mở đó mình là vai chánh, mình hát, mình đàn, mình múa, mình dẫn chương trình, mình làm hết từ trên xuống dưới luôn đó. Ba cô gái luôn. Một mình con bao sân hết á. Phải không? Dạ phải hả? Trời đất ơi, quá trời ơi. Đại ơi, hôm bữa đó Hương á là
chấm bé này vào á, là Hương chấm về cái phần nói. Thì Hương mới nói là Hương muốn cho em nó làm một cái chương trình thời tiết hay thời sự về vùng miền. Thì hôm nay á, Đại khôn khéo luồn lách vô và biết được em ấy biết hát, cho nên hát một cái loại ca rất là chải cái chiếu, xong con ngồi con lớn hơn cái trống có chút xíu à. Cho nên là hoàn toàn thuyết phục bởi một bé chỉ 5 tuổi rưỡi mà con làm như là cái live show của con vậy đó. Con làm rần mà con rất là thu hút. Quan trọng á, hát là có nhạc, nhảy là có giai điệu ha. Biểu diễn như là bên cô Bình Tinh là có múa mai xoay cuồng đủ hướng. Còn con là đơn thân độc mã, để mà con nói thuyết phục rất là khó ha. Cho nên trong lòng của cô với một cái đứa bé 5 tuổi rưỡi này nên tiếp tục bước vào vòng kế tiếp. Tuyệt vời, con là siêu nhí. Dẫn chuyện đàng hoàng thử tế sau vô giọng của bà già ra làm sao. Nhất là cái chỗ qua nhà chị hai. Chị hai đang ngồi cọ trậu, gặp cô là cô nói chọ cậu rồi đó. Tại vì rất là dễ bị nói lẹo lưỡi. Và những cái người diễn viên, chắc cô Việt Hương biết đó, diễn viên sân khấu, người ta tốn mấy năm trời để người ta học đài từ tiếng nói sân khấu. Còn con gì đâu mà mới 5 tuổi mấy mà ngồi cọ trậu rồi đi qua chị ba ngồi xe chỉ. Trời ơi. Chú Quang Lê phải thêm cái điều này, là con biết cái vòng đầu tiên đó, là lúc đó đó là chú chấm nghiêng về cái giọng hát, là chú đã nghĩ là giọng hát thì không ổn cho mấy. Tuy nhiên con phải cảm ơn cô Việt Hương, vì chính cô Việt Hương đã nhìn ra cái khiếu nói của con. Con thao thao bất tuyệt một tràng mà con không vấp một lời. Nó con quá giỏi, giỏi lắm luôn. Vô. Chung là vô rồi. Chúc mừng con gái yêu, chắc chắn là mình được vô vòng trong rồi đó. Chạy lại ôm thầy giáo quốc đại của mình nào. Đây. Với phần trình diễn của bé Văn Minh và Vũ Đoàn Đam Mê. Trời ơi, con trai hay quá. Vừa đẹp trai vừa hát hay nữa, một cái chất giọng khàn khàn rất là đặc biệt. Không biết các cô chú nghe xong các cô chú đánh giá như thế nào ha.
Xin mời cô Đoan Trang. Cô góp ý chút xíu là cái bài này đôi khi không có cần bốn cái cô chú múa minh họa cho con đâu. Cô cũng nói rất là thẳng là nó hơi bị dư dư chút xíu, cho nên mình cũng tiết chế cái nào mình cần có múa thì cần có múa, cái nào không là không cần. Một mình con, bộ trang phục của con đi ra đây khuấy động âm nhạc khúc cuối hơi xuôi hơn chút xíu nữa là bài của con thành công. Nhưng mà cô vẫn thích cái chất khàn gằn gằn của con trong cái bài này. Cảm ơn chị rất nhiều. Thật ra là bé Minh ở ngoài á, bé là một con người rất tình cảm và rất là hiền. Nhưng mà khi mà bé lên sân khấu á, thì cái áp lực sân khấu nó đè nặng lên bé và bé cũng có nhiều khi là mình nó không tập trung. Nhưng mà để có cái thể mà mang cái con người tình cảm nó ra đó thì anh chị phải cho em thời gian. Tại vì cậu bé này rất hay. Em thích rất thích cậu bé này tại vì khi mà hát nó có những cái tình cảm trong cái lời ca. Và khi học á, thì cậu bé này rất là thông minh. Và khi được em dạy một cái gì đó mới á, thì cậu ấy rất là tiếp thu và làm rất là nhanh. Thật sự là Quang Lê đồng tình với là Thiện. Huấn luyện viên là đóng cái vai trò rất quan trọng trong cái chương trình này. Cho nên chú đặt niềm tin vào huấn luyện viên của con và chính con. Con sẽ cố gắng nha. Chúc mừng con nha. Và ghi nhớ những lời của các cô chú. Con ca là con có cái sự tập trung vô đó quá độ luôn. Phải nói là tuyệt vời. Hay. Dạ. Vô. Chúc mừng con trai. Nói em nghe nè, nội trong ngày hôm nay á, em không trả tiền của chị đi thì cho người sang nhà em cạo nát cái mặt em cho bà coi. Cái gì? Ác cái gì mà ác chứ. Em hỏi hết cả thành phố đi. Chị hiền quá mà, nhân từ quá mà, cho mình 1 triệu đồng mà tiền lời có 100 ngàn một ngày là ác cái gì mà ác. Trời đất ơi, tôi hiền quá mà, tức quá. Bây giờ sao, trả tiền hay không? Hai người kia đứng lại, trả tiền lớn cho người ta. Chào, 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 ơi, trời đất, chết thằng nhỏ rồi, chết trời đất ơi, trời ơi, coi nó có sao không, coi chết luôn rồi, trời ơi, không được rồi, có sao không con? Dạ con không sao. Trời, nó té cậu đó mà không sao, bị quýnh vậy mà không sao là sao con? Trời ơi, không được đâu, nghe, trời ơi, rủi mà người ngoài người ta nhìn vô đòn, người ta không biết, người ta tưởng là ông người ngược đãi trẻ em, rồi bạo lực gia đình là chết ông luôn á con. Thôi, không được đâu, con đi về đi nghe. Con làm đi ông, con làm được mà ông. Không có được, nghe lời ông đi, đã nói không có được mà. À, anh, gì? Nó con nhỏ đam mê cho thử sức đi. Đam mê cái gì, tôi nói mấy cô mấy cậu hoài à, nó không có mần được đó, mà cứ 1-2 để cho nó thử. Nó mà bây giờ rủi mà có chuyện gì rồi sao? Tôi là cái người gánh chứ ai đâu là gánh. Thôi, nghe lời ông, nghe không? Không có nói nhiều nữa, đi về nhà đi con, nghe không? Con không có nhà. Biết nè, nhìn mặt là biết là hờn cha dỗi mẹ rồi này kia. Ông trải qua cái thời gian này rồi, ông biết. Thôi giờ về nghe lời ông, về nhà xin lỗi cha mẹ nghe con. Đi con. Con không có cha mẹ. Trời đất ơi, nói kỹ mày. Con không có cha mẹ, chẳng lẽ tôi đứt nẻ chui lên hay sao? Hả? Theo lời bà ngoại con kể lại, mẹ con sinh con ra chưa đầy tháng. Ba con mê vợ bé bỏ ra đi. Nhà thì nghèo bữa no bữa đói, tức giận người chồng tàn nhẫn. Sao nữa con? Nhờ bà ngoại xót thương đã nuôi con bằng nước cháo pha đường. Con hiểu biết lớn con ngoại tuổi già sức đời con phải bơi.
từ đó đến nay. Sao con? Khi rửa chén quán cơm, lúc lặn lội đánh dài, ngày dài nắng dầm mưa đêm ngủ dĩa hè. Con họ lấy hết tiền, con nhìn đôi liên miên. Trời đất ơi, tình cờ đi ngang qua đây thấy có đoàn ca hát chào. Của ông, ông ơi hãy nhận con làm việc mỗi ngày. Thôi thôi, dẹp ba đòn rồi. Kể tôi đi. Tôi ca, tôi cứ hát không được. Bây giờ tôi mới chịu mằn bầu nè, em thấy không? Trời đất ơi, cứ đâm vô cái nỗi đau của người ca không. Nói gì nói, bây giờ ông nói con nghe nè. Thấy hoàn cảnh con cũng tội đó, thấy không? Nhưng mà khổ nổi bây giờ con dìa đòn này á, con không có mần gì được hết trơn á, trời đó. Lớp nào ấy, bây giờ ví dụ như giờ chuyển cảnh nè, con chuyển không được nè, thấy không? Bây giờ kéo màn con kéo cũng không xong. Giờ chỉ có nước kêu con về, con thay thế ông, con mần bầu thôi hả? Tôi thấy được đó. Nhịn đói cả đòn. Hay quá. Thấy tôi hở cái gì chọt cái đó, hở cái gì cái chọt cái đó hả? Nó nói tóm lại là theo cái đòn của ông rồi, nó cực khổ lắm con. Gạo chợ nước sông, rài đây mai đó. Thấy mấy cô chú không? Cực khổ lắm con. Con không có được làm được đâu nghe. Con không được đâu. Đi. Được không? Thôi con về đi, con không giúp ích gì được hết đó. Khổ lắm con, nghe con. Nghe là... Dạ con biết hát. Thì con đúng rồi đó, nó mới hát xong đó. Nó nhưng mà quan trọng là phải hát giọng cổ. Dạ con biết hát. Biết hát giọng cổ. Dạ. Dạ bà, rồi con thích vai nào? Dạ con thích chú này đóng vai Lý Thường Kiệt nè. Thế vai Lý Thường Kiệt ha. Dạ. Rồi, bây giờ để ông ấy nè, giờ lấy nó thử cho nó coi. Chào ha. Cuối cùng em cũng fan hâm mộ rồi. Này vừa phải thôi, gì cũng đừng có làm cho nó lâu không mà mệt quá. Bây giờ không có nói nhiều, để tôi thử coi nó nhỏ nó như thế nào. Mấy đứa xong chưa? Dạ xong rồi. Dẫn nó ra ông coi coi. Trời đất ơi, wow. Ôi trời ơi, con đẹp y như ông hồi nhỏ vậy con. Kệ tôi đi, lâu lâu cho tôi lên cái đi. Bây giờ thấy được đó con. À, bây giờ nè, bước vô trong, khi mà ông kêu diễn là con làm thử cho ông coi, nếu mà được dạ, ông nhận con về đoàn nghe. Dạ, cảm ơn ông. Vô trong đó, nói nghiệp ông đi con, chuẩn bị nghe. 2 3 diễn. Nam quốc sông Hà Nam đế cơ, tuyệt nhiên định phận tại thiên thơ. Nhớ Hà nghịch lô lai xâm phạm, nhớ đắng hành khang thú bài hơ. One time.
cầu thị bộ quân báo giặc đổ sông cầu. Rồi nó y chang như tôi hồi nhỏ vậy đó. Nói chung là thấy con được đó. Dạ. Một cái tiềm ẩn vậy được đó. Ông dạ. thích con rồi. Bây giờ ông sẽ nhận con dìa đòn. Dạ. Yeah. Cảm ơn ông. Có người sẽ bị đuổi. Nấu chơi du vậy thôi, hiểu không? Nhưng mà dạ. quan trọng một điều á, ban ngày ông sẽ kiếm cái trường học nào đó cho con học, ráng học chữ cho nó giỏi, rồi dạ. ban đêm á rồi cùng cô chú mà hát tuồng, hiểu dạ, không? Cảm ơn ông. Nếu mà học dở là ông đuổi ra khỏi đoàn này nghe không? Dạ. À, vậy đi, vậy là cái bây giờ là đoàn của mình có một thành viên mới, đó là bé Trọng Nhớ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiết mục Đường Đến Ước Mơ. Bé Trọng Nhân, người đàn ông áo hường kia, diễn viên Quỳnh Bá Thanh, và ông bầu, diễn viên Chí Thiện, cùng với các bạn của vũ đoàn Chuông Gió. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Duyên dáng quá. Tại vì bên cạnh con đó, nó trẻ người non dạ, ga diễn kế bên có ai ông nội Duyên không chịu được. Hồi đầu lúc mà em Thanh chạy ra đó, trời, chứ nói ai vậy, ai mà lố con tôi vậy trời. Hiểu không? Duyên dáng mà dò cẳng ông tôi chịu hết sức luôn vậy đó. Đã vậy cái ông xuất hiện, ông bầu lên, anh Thiện ơi, anh hợp lý mà vừa phải để tôn vinh cái đứa nhỏ thi lên. Em cảm ơn hai người rất nhiều. Thường một cái cuộc thi cái người hỗ trợ rất là quan trọng, mà các anh vừa phải để đệm lên cho bé vai chính, mình cứ lót nhẹ vậy. Cảm ơn tụi anh rất là nhiều, duyên dáng quá, I love you. Một lần nữa xin cảm ơn anh Chí Thiện và xin cảm ơn Quỳnh Bá Thanh. Rồi bây giờ Trọng Nhân, đến phần của mình đây. Hôm nay cậu bé này khác hoàn toàn so với cái dòng trước ha, chững chạc hơn rất là nhiều. Bình tĩnh ơi, lớp của em có kép chánh. Con ca giọng cổ rất là sáng, nhịp nhàng rất là tốt. Cái câu chót á mà yeah. con ca Lý Thường Kiệt đó, cái đó con nói cái nhịp đó ấy, nhưng mà con dịch lại để con dứt cái hai nhịp chót rất là hay. Các con là những thế hệ trẻ, các con có giọng ca trẻ sắc đẹp, cho nên cái tố chất của sân khấu cải lương là cần như vậy đó. Mà như vậy là tiết mục bữa nay con làm rất là hoàn chỉnh. Cảm ơn cô. Rất là tốt. Dạ. Cảm ơn con. Dạ, cảm ơn tất cả các cô chú. Chúc mừng con nha, Trọng Nhân. Dạ. Sài Gòn, yeah, Sài Gòn.
Bé Hoàng Long, con tên gì, nhiêu tuổi nè? Con xin chào cô chú trong ban giám khảo và quý vị khán giả. Con tên là Phan Hoàng Long, năm nay con 5 tuổi rưỡi. Con đến từ Nam Phi, Nam Giang. Con 5 tuổi rưỡi, thành ra con hát vậy đó. Con hát bất chấp âm nhạc. Mấy cô chú múa kệ, mấy cô chú con hát kệ con. Con hát con kệ, nhịp ai nấy lo. Các chú tự ra, các chú lo, xong các chú cười luôn. Tôi nghĩ quay hình lên là vũ đoàn hôm nay cười tươi nhất. Bởi vì không biết nhịp nào để vô. Mà con biết không, cô biết chắc là con hát về Sài Gòn. Bởi vì cô chỉ nghe được hai chữ Sài Gòn mà thôi. Rồi trong lúc hát đó là căng thẳng quá, nuốt nước miếng. Nuốt nước miếng kìa, ực luôn, cô nghe đó. Lúc đó con bị mắc cột. Trời ơi, mắc cột chứ phải nuốt nước miếng luôn. Mắc cột. Tại con mắc cột. Mắc cột. Mà sao nó cục vậy, tự nhiên đang hát rồi nó cục. Sao? Thì nhầm cái con cũng mắc cột. Nhầm cái con bị vậy đó cô Hương cái ơi. Cái thôi đúng không? Yeah. Nhầm cái mà bị mình gung quá cái mình nứt cục hồi nào mình không hay. Vậy chứ lúc mà bình thường con tập á, con có bị mắc cục không? Dạ không. Sao xui vậy, tự nhiên bữa nay ra thi cái bị mắc cục. Con là soái nhi của cô Thanh Hằng nè, đẹp trai, dễ thương, mặc đồ đẹp lắm. Ừ. Nhưng mà con chưa có biết kiểm soát cái giọng của con, rồi thêm cái nứt cục nữa làm chi. Cho nên là con hát như nói, cho nên là nguyên cái bài của con hay nhất cái chỗ đọc rap thôi. Ha, con người ở đâu? Quê con ở Long Xuyên. Trời ơi, Long Xuyên. Vậy là Sài Gòn nằm đâu, ở Rạch Giá hả? Sài Gòn nằm đâu con? Dạ, ở đây là Sài Gòn nè. Con giỏi lắm cô Hương ơi. Mặc dù con mới có 5 tuổi gửi thôi, mà con biết hết á, ha con ha. Bây giờ chú Lê hỏi nè, ở Long Xuyên có món gì ăn không con? Nói cho chú nghe coi. Ở Long Xuyên có món gì ăn ngon nè? Con hỏi cảm mẹ giác con. Như là Long Xuyên có hai thứ món ngon. Cái gì con có cảm giác cảm như giác, là Long cảm Xuyên giác con hai món nào con coi. Con có ăn hai món đó rồi, là đùi gà với tôm. Món của Lê thích à. Đùi gà và tôm là chỉ có ở Long Xuyên thôi nha. Ai muốn ăn đùi gà với tôm mà lội về Long Xuyên mà ăn nha. Thôi cưng quá, bây giờ ở đây chịu không nổi đâu nha. Vô trong đi chứ bây giờ con đứa đây là nói hoài không hết chuyện với con đó. Rồi cảm ơn con nha, không biết. Rồi chạy vô. Thấy ghét quá. Thank you.
Quý vị, lại một tiết mục nữa rất dễ thương đến từ lớp nhạc nhẹ của ca sĩ Chí Thiện. Chúc mừng con bé Minh Anh và cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Trời ơi, cái bài hát của con nó dễ thương lắm luôn á. Không biết ý kiến từ các vị giám khảo với tiết mục này ra sao. Xin mời giám khảo Quang Lê. Đây là một bài hát rất là khó. Lúc mà vô đầu bài thì con hơi lo lắng. Nhưng mà đi càng về sau thì có lẽ là cái phong độ con lấy lại nhiều hơn về phần sau. Chú thích nhất là cái câu kết của con á, con Ngân mà con ăn lăng lúa rồi mới làng hoa đúng không? Cái câu kết đó chú lo lắm á, cái câu mà làng lúa đó, chú nghĩ là không biết là con có bị đứt hơi hay không. Mà không ngờ con có một cái hậu rất đẹp, rất chuyên nghiệp như một người ca sĩ. Đó là cái chú khen con và chú khen huấn luyện viên đã chỉ con quá tuyệt vời. Cô rất là đồng ý với chú Quang Lê, những cái điểm chú Quang Lê phân tích và cái bài của con dựng rất là đẹp. Đẹp ở chỗ là con mặc áo vàng rồi xong rồi các cô vũ công của con cũng mặc áo vàng và dựng nó ấn tượng ở cái chỗ là vũ công không có tràn ra đằng trước như các tiết mục khác mà là đứng xen kẽ trong những cái luống lúa đó, rất là hay ha. Rồi giọng của con cũng rất là vang, rất là sáng trong những cái nốt cao của con. Cái bài này á là một cái bài rất là hay, nhưng mà muốn để cho người ta theo dõi mình kể câu chuyện này từ đầu cho tới đuôi, người ta đi cho tới hết cái đoạn đường với mình thì phải sắp xếp các câu sắc thái, cách phân bổ, xử lý phải khác nhau chút xíu. Đó thì cái đó là cái mà chú Thiện sẽ phải để ý hơn chút xíu nữa để cho bài hát của mình nó có cái xử lý nó phải khác nhau, nó phải làm cho nó hấp dẫn hơn chút xíu nữa ha. Tuy nhiên bài này như là chú Quang Lê nói, nó là một bài khó cho nên con thể hiện được vậy là rất là tốt rồi với cái lứa tuổi của tụi con. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đăng Trang, chúc mừng con gái. Giấc mơ của con sẽ là những cánh cò bay lạ. Con luôn mơ ước sau này con sẽ học thật giỏi, sẽ kiếm được nhiều tiền để mẹ bạc không còn cực khổ nữa. Mẹ ơi, mẹ có biết không, vàng yêu mẹ lắm. Yêu mẹ biết chừng nào, không biết con có thực hiện lời hứa đó với mẹ được không. Nhưng trong con, những giấc mơ cứ mãi mãi, nối tiếp. Ruộng đồng để lúa môi phơi.
có dòng sông có gánh tre có mẹ tôi, còn em thì về tranh về gánh cò cò trắng. Mẹ bị giật mình hả? Bị giật mình á. Mà ủa sao vàng không vô trong ngủ với mẹ bà mà ngủ ngoài đây chi vậy? Con đang chuẩn bị bài kiểm tra nè mẹ. Mà mê dễ quá, cái con ngủ quên hồi nào không biết luôn. Ủa vàng vé đẹp quá à. Mà vàng ơi, vàng đừng có ngủ ngoài đây. Ngủ ngoài đây trời lạnh lắm á. Vàng vô trong á, vàng ngủ với mẹ đi. Chứ hồi nãy á, mẹ giật mình vậy, mẹ không thấy vàng đâu, mẹ sợ lắm. Mẹ sợ vàng bỏ mẹ đi á. Mẹ sợ lắm luôn á. Làm sợ sao không bỏ mẹ bạc được. Mẹ cực khổ nuôi con lớn chừng này mà. Con là vàng, mẹ là bạc, hai mẹ con mình sẽ không bao giờ rời xa nhau. Không bao giờ rời xa nhau. Dạ hát luôn mẹ bạc cũng nha. Dạ hát của mẹ luôn hả? Dạ. Đã quá à, hát đi. Dạ sẽ hát bài mẹ của tôi. Không, vàng phải hát bài mẹ của vàng thì mẹ bạc mới ngủ được. Rồi, vàng sẽ hát bài mẹ của vàng. Hát đi vàng. Điều
chưa ngủ, sắp ngủ rồi. Sắp ngủ ngon rồi đó nha.
Xin chúc mừng bé Kim Vàng, bé Kha Thi đã hoàn thành phần thi của mình. Và phải nói một lời cảm ơn chân thành nhất đến với Hồng Trang, quán quân của chương trình Tài Tử Tranh Tài mùa 2, đã hỗ trợ cho bé rất là xuất sắc trong tiết mục này. Cảm ơn em nha. Một lần nữa, đội của Bình Tinh lại làm cho mọi người xúc động với câu chuyện về tình mẫu tử. Ý kiến từ các vị giám khảo như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Cô rất là thích cái cách dàn dựng của cô Bình Tinh cho tụi con. Sao mà dàn dựng khéo và thông minh dữ vậy? Cái thứ nhất, diễn tả được cái kết nối của hai tiết mục trong đội của mình. Cái nét diễn nó khéo léo ở cái chỗ đó. Nó gắn kết hai tiết mục lại với nhau chứ không phải là một cái sự độc lập. Ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cách diễn xuất của các con. Nhất là Kim Vàng. Dạ. Con hát rất là hay. Dạ. Con hát cải lương, giọng âm trầm, âm cao, tất cả mọi thứ rất rõ ràng. Và đặc biệt là cái ngân của con rất là đẹp. Còn với Thi thì con để ý chút xíu ở cái chỗ là cô biết là trong cái tâm lý của tụi con hát những cái ca khúc tình cảm thì tụi con hay nấc. Nhưng mà đôi khi nấc đó, nó không đem lại cái mạch cảm xúc liền lạc. Nấc phải hợp lý, ít thôi, tiết chế lại nha con. Việt Hương xin cảm ơn bạn Hồng Trang đã hỗ trợ cho cháu vì giai người mẹ mà bị tâm thần rất là khó. Và điên cũng có nhiều loại, có loại điên dữ và loại điên hiền. Thì khi mà Trang hỗ trợ đó thì Việt Hương rất là lo. Bởi vì khi mà bạn diễn tốt quá thì bạn sẽ lướt em. Và em á, em Vàng á, lại là cái người diễn tỉnh cho nên sẽ khó lấy được cái lòng của người mà xem á, người ta sẽ thấy thương bà mẹ hơn. Nhưng mà con bản lĩnh lắm. Khi mà chạy xuống và khóc khi mà chọi cái chai đó, con lấy lại tâm lý và con giữ liên tục để diễn xuất á, là cô Việt Hương rất là thích cái tiết mục của bé Thi á. Nhưng mà chắc là do tâm lý, cô Trang nói đúng, tâm lý á ha, cho nên là mình lo sợ cái giọng hát của mình, cái cột hơi lúc lên lúc xuống. Kha Thi thì chú khen là cái dàn dựng rất là hay cho nên khi xem rất là ngoạn mục. Còn cái về mà Kim Vàng cải lương, dạ, thì chú sẽ không giỏi bằng cô Thanh Hằng đâu. Dạ. Coi như con không phải là Kim Vàng nữa mà con là một cái nhân vật có một người mẹ bị tâm thần như vậy. Những cái nhịp nhàng của con, cô đều chấp nhận. Con còn nhỏ, cái giọng cổ này ca nhịp khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà con rất là có cái trường canh rất là đều. Thank you.